Xin chào tất cả các bạn đang đến với buổi phát trực tiếp livestream của Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus các bạn ạ. Hiện tại thì Thẩm mỹ viện đang ở trong phòng hậu phẫu của Sài Gòn Venus nha. Thì các bạn có thể biết đấy, bây giờ cũng đã tối rồi nhưng mà Thẩm mỹ viện vẫn rất là nhộn nhịp bởi những cái ca phẫu thuật nâng mũi do chính tay thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Huy thực hiện nha các bạn. Và bây giờ thì cũng mới vừa thực thi xong một cái ca được gọi là nâng mũi cấu trúc phát xa nha các bạn. Thì ở đây ở phía dưới màn hình thì các bạn có thể thấy là khách hàng của chúng ta có cái dáng mũi không có được hoàn thiện ha các bạn ha. Dáng mũi khá là gồ ghề cũng như là thấp nhiều và ngắn nhiều nữa nha các bạn. Thì đối với lại hình ảnh này thì các bạn có thể thấy là sự thay đổi rất là rõ rệt giữa hai hình ảnh trước và sau phẫu thuật ạ. Đối với lại hình ảnh trước phẫu thuật thì chúng ta có thể thấy là tại vùng trán cũng như là vùng thân sống mũi là đang có độ cao thấp chênh lệch rất là rõ ràng. Nhưng mà sau phẫu thuật thì chúng ta có thể thấy là từ vùng trán cho đến vùng mũi độ chênh lệch cao thấp không còn rõ ràng nữa, mà thay vào đó là một sự hòa quyện rất là đẹp với nhau. Ngoài ra thì các bạn có thể để ý thấy giùm mình tại vùng đầu mũi ạ. Đầu mũi trước phẫu thuật thì bị ngắn hết và gồ ghề ạ. Nhưng sau phẫu thuật thì đầu mũi của khách hàng đã có độ cao, độ dài và độ bay rất là đẹp và tự nhiên nha các bạn nha. Đối với lại hình trước phẫu thuật thì khách hàng của chúng ta có một cái khuyết điểm là bị thụt cái vùng trụ đầu mũi vào bên trong. Nhưng mà sau phẫu thuật thì các bạn có thể thấy là trụ đầu mũi của khách hàng đã được bác sĩ đưa ra bên ngoài và tạo nên một cái dáng mũi rất là hoàn chỉnh ạ. Và không có còn bị khiếm khuyết như là hình ảnh trước phẫu thuật nữa nha các bạn ha. Thì đối với lại những khách hàng mà của Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus á, thì hầu như 10 khách hàng là có 10 cái dáng mũi hoàn toàn khác biệt nhau hết nha các bạn nha. Thì các bạn hoàn toàn yên tâm là Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus sẽ phẫu thuật dáng mũi của các bạn á, sẽ cân đối trên gương mặt chứ không phải là cân đối trên người này hoặc là người khác. Cho nên là khi mà chúng ta phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi thì chúng ta sẽ không bị rập khuôn, cũng như là khi mà chúng ta phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi thì chúng ta sẽ có được một dáng mũi như ý phù hợp với gương mặt của chúng ta nha các bạn nha. Rồi Thẩm mỹ viện xin quay một vòng về cái độ cao của đầu mũi cho các bạn xem qua nha. Rồi các bạn ơi, chúng ta có thể thấy trên màn ảnh á, là độ cao tại vùng trụ mũi được đánh giá qua vùng lỗ mũi và đầu mũi nha các bạn. Các bạn có thể thấy trên màn ảnh là lỗ mũi của khách hàng dựng đứng theo hình dáng là hạt chanh nha các bạn. Hầu như những cái phương pháp phẫu thuật nâng mũi cấu trúc phát xa thì đều xử lý bằng phương pháp là cắt ngang tại vùng trụ mũi cả. Thì đối với lại phương pháp này á, các bạn, thì nó sẽ giúp cho khách hàng của chúng ta có được một cái vùng đầu mũi rất là đẹp ha, rất là tuyệt nha các bạn ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy mũi của khách hàng tại vùng đầu mũi rất là thon gọn ạ. Đây các bạn có thể thấy ha, tại vùng đầu mũi hàng rất là thon gọn ha, và cánh mũi cũng được gom gọn lại với nhau luôn. Các bạn có thể để ý thấy điều này không ạ? À? Đấy, thì điều đó nó cũng góp phần làm cho cái dáng mũi của khách hàng rất là đẹp và tự nhiên nha các bạn. Rồi, các bạn để ý giùm mình cái vùng nhân trung này nha. Tại Sài Gòn Venus đó các bạn, khi mà thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ á các bạn, thì Sài Gòn Venus luôn đưa ra một cái yêu cầu dành cho tỷ lệ vàng trên gương mặt, có nghĩa là những cái tuần mặt nó phải bằng nhau, cũng như là sau phẫu thuật xong thì vùng đầu mũi, trụ mũi, lỗ mũi nhân trung, môi nó phải đẹp nha các bạn. Đấy, thì các bạn có thể nhận thấy được á, là tại vùng đầu mũi của khách hàng đấy thì nó rất là thon gọn, gom lại từ cánh mũi đầu mũi, trụ mũi thì được dựng đứng và được đưa ra bên ngoài. Trước phẫu thuật thì trụ mũi khách hàng lại bị thụt vào bên trong á các bạn. Đấy, ngoài ra thì cái nhân trung của khách hàng các bạn ơi, các bạn để ý giùm mình ha. Nhân trung của khách hàng bây giờ lại rất là đẹp nha các bạn. Còn đối với lại tư thế mà chúng ta nhìn nghiêng như thế này các bạn, thì chúng ta sẽ thấy được cái độ cao, độ lượng của dáng mũi khá là tuyệt vời nha các bạn, và tỷ lệ rất là cân đối với lại những cái tầng gương mặt luôn. Sau khi mà phẫu thuật nâng mũi xong á các bạn, thì chúng ta sẽ thấy được là khách hàng của chúng ta có được một gương mặt xinh xắn hơn và đẹp hơn rất là nhiều ạ, đúng không các bạn? Đây, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại cái vùng trụ mũi của khách hàng các bạn nha. Đây chính là hình ảnh trước phẫu thuật
về vấn đề trụ mũi của khách hàng nha các bạn. Thì đối với lại cái trụ mũi của khách hàng á, thì các bạn có thể thấy là nó bị lỗ mũi không đều ha, và nó hơi bị nằm ngang nha các bạn. Đấy, nhưng sau phẫu thuật thì lỗ mũi đã được theo hình dáng hạt chanh và đẹp hơn rất là nhiều ạ. Đây là hình ảnh trước phẫu thuật ạ. Còn đây là hình ảnh sau phẫu thuật nha các bạn nha. Rồi, đẹp nhất là cái dáng mũi nha các bạn. Cái dáng mũi rất là đẹp nha các bạn nha. Các bạn để ý giùm mình hai dáng mũi rất là đẹp nha. Rất là tự nhiên và cân đối với gương mặt của khách hàng luôn nha các bạn. Đấy, và để có được một dáng mũi như thế này chúng ta chỉ cần mất khoảng thời gian là 2 tiếng thôi nha các bạn nha. 2 tiếng để chúng ta có được một dáng mũi như thế này. Đấy, bạn nào mà chúng ta thích dáng mũi này thì chúng ta inbox ngay cho Sài Gòn Venus nha các bạn, ở địa chỉ 406 Trần Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như các bạn có thể inbox trực tiếp trên fanpage của Sài Gòn Venus nha các bạn nha. Fanpage Sài Gòn Venus là Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Huy nha các bạn. Và dáng mũi này được gọi là dáng mũi cấu trúc fascia nha các bạn. Thì đối với lại phương pháp phẫu thuật dáng mũi này thì sẽ được xử lý bởi sụn vành tai, sụn xương cơ thái dương, cũng như là điều chỉnh vách ngăn bên trong mũi và kết hợp với sóng nhân tạo nha các bạn. Bao phủ toàn bộ mũi của chúng ta bên ngoài bằng vật liệu tự thân của chúng ta luôn. Cho nên rất là an toàn, rất là hiệu quả về độ cao, độ dài, về dáng mũi cũng như là độ đều của mũi hai bên, lỗ mũi nha các bạn. Đấy. Qua dáng mũi này thì bạn nào mà chúng ta thích thì chúng ta inbox ngay nha cho Sài Gòn Venus nha các bạn nha. Và cảm ơn tất cả các bạn khi đã đón theo dõi livestream ạ. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.